Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá tầm tổ quốc. Hôm nay em tục lên cho một clip gồm 13 cây câu anh em. 13 cây câu này 13 cây câu cắm gốc. Có một cây một là cây một khúc thôi. Tất cả hàng còn lại là hàng cắm gốc. Thì phần bên đây là hàng chiên cho anh em đi lua biển. Thì những cây này có những cây chiên cho anh em đánh bạo lực câu đáy. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán này hàng lỗi một không trong clip nữa. Thì em sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất có mình tham khảo. Thì cái nhất là mọi người là một cây hàng cắm gốc. Hàng cây này của Ryobi, hàng này giống của Ryobi. Đó, cây này em lấy từ thị trường Nhật về. Cây này cứng 30, dài 1m8. Cây một cây cắm gốc, chất liệu là chất liệu carbon. Bass là bass Fuji, fan là fan Fuji. Cứng 30, dài 1m8 nha anh em. Cây này chuyên em đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền. Bu là bu chống sắn luôn. Bu chống sắn Fuji. Dài 1m8, cứng 30, ngoại hình ok. Đó. Bát là bát Fuji tam hoàng. Hàng cắm gốc. Chất liệu là chất liệu carbon nha anh em. Tem sức đầy đủ nha. Thì cái này nặng là 250g, đọt là 1.8. Giá công khai là 650k anh em. Cứng 30. Cứng ra tầm khoảng 30. Dài 1m8. Anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, đánh tra chép lớn dây này đánh ok cho anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây hàng của anh Pha Taco. Đó. Thì cây này được làm lại nha anh em. Cây này nó bị gãy đọt, em làm lại. Thì bu nó vẫn là bu Fuji. Đó. Phen nó là dạng phen biển. Đó, phen nằm anh em. Đóng chữ Fuji. Lỗi với lỗi xít hết nha nè, lỗi xít luôn, bóng lưỡng nè. Khoan nằm khoan biển nha nè. Thì cây này chiều dài em đo thật của nó chỉ có 1m67 thôi. 1m67. Đọt là 3.5 ly, nặng là 270g. Đó. Cây này cứng nó ghê, bây giờ ghê tầm khoảng 150g anh em. Cứng ghê tầm khoảng 150g. Đó. Cứng ghê tầm khoảng 150g. Hàng chia cho anh em câu đáy. Ngoại hình ok anh em. Fan là fan Fuji, bass là bass Fuji tam hoàng. Đọt là đọt sở thí tinh, đọt đặc. Đẹp cho anh em, ngoại hình đẹp. Hàng của Ryobi, đó, mà có sức đầy đủ cho anh em. Đó. Cứng ra tầm khoảng 150g, 200 nha anh em, đánh đáy thoải mái. Rồi, giá công khai cây số 2, giá công khai là 800k nha mọi người. Đó. Fuji. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 em đây cho mọi người là một cây Misaki. Mikasi này thì là một cây hàng của cái này hàng của Hàn Quốc hay ạ. Thì cây này dài 2m1 nha mọi người, dài 2m1. Độ cứng nó ra tầm khoảng 20 thôi. Nó dài 21, độ cứng ra tầm khoảng 20 thôi. Misaki. Bass là bass Fuji anh em. Đó, anh chữ chìm luôn nè. Fan là fan Fuji. Đó. Rồi đi. Hàng này vẫn một hàng cắm gốc nha mọi người. Đó, hàng cắm gốc. Foil là foil carbon. Đó. Đọt cái này là đọt đặc nha mọi người. Đọt đặc. Đọt sợi thủy tinh đó. Nguyên nhiều fan Fuji nè, fan đẹp. Bô là bô Fuji luôn, độ cứng ra tầm khoảng 10-20 thôi. Đó. Rất là dịu luôn. Anh em đánh cá đổng, cá lù đù, câu hanh cháp lấy cái này đánh rất là ok nha mọi người, đánh bao cảm giác luôn. Fan ở đây. Đó. Anh em trên câu trên ghe, trên bè, trên thuyền đánh cái này cũng rất là ok nha anh em. Fan đẹp. Rất là dịu nha anh em, rất là dịu luôn. Đó. Đánh bao cảm giác luôn, bao phê luôn. Đó. Cái này cứng ra tầm khoảng 10-20 thôi nha mọi người. Misaki. Đó. Thì cái này nặng là 350g, đọt là 1.1 ly, giá công khai là 800k nha anh em. Đó. Cây số 3 giá công khai là 800k. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 em lên cho mọi người là một cây hàng của Daiwa. Thì cây này một hàng của Daiwa HS, một hàng đề cao nha anh em.
Thì cây này bu của nó là bu xít nha anh em, bu xít. Cây này dài 1m2, 2 khúc, à, cắm gốc nha anh em. À, cắm gốc. Đây. 2 khúc. Thu gọn là 88 cm. Nặng là 125 g. Đọt là 1.1, gốc là 9.8 mm. Đó. Cây này là sợi thủy tinh nha anh em. 99% là sợi thủy tinh. Đó. Dòng phôi đai hoa nha mọi người. Thì cây này đai hoa được sản xuất tại Thái Lan nha mọi người. Đó, Thái Lan. Mã có sức đầy đủ nha. Đó. Sơ lược qua cành. Cái này phù hợp nha mọi người. Nè. Càng gốc là ok nha nên dài chỉ có 1m2 thôi. Đó. Anh em coi trên ghe, trên bè, trên thuyền đánh tôm. Đó, dạng đánh cảm giác. Hàng có đai hoa nha mọi người, bass là bass Fuji, fan là fan Fuji. Đó, cần còn rất là mới anh em, hàng này dạng hàng trưng bày. Đây. Bu nó bằng nhựa carbon anh em, xít nha. Hàng nguyên zin, nguyên kiện. Bass là bass đai hoa. Đó. Độ cứng cái này em đón ra tầm khoảng 10-20 nha mọi người, rất là dịu luôn. Anh em đánh đánh hành, đánh cháp, đánh cá bổng, cái đồ đồ rất là ok anh em nè. Cái đọt nè cực kỳ nhạy cá luôn. Đó. Câu trên ghe, trên bè, trên thuyền rất là ok anh em. Rồi giá công khai cây số 4, giá công khai là 750k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người là một cây Holy Boston. Cây này hình như là của Ruby nha mọi người. Đó. Cáp tinh lốt. À, thì cây này cứng 100, dài 1m25 nha anh em. Chủ dàn phen này dàn phen lồng súng, dàn phen biển. Đó. Bu là bu Fuji chống sắn luôn. Thì cây này là một khúc nha anh em, một khúc. Phen cực kỳ đẹp nha mọi người. Ăn kỳ dàn phen. Anh em. Cái này sản xuất tại Korea nha mọi người. Đó. Có hàng của anh Pha Tắc Cô, sản xuất tại Tộc Cô Gia. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji nòng súng. Hàng này anh em đánh bạo lực, đó, câu cha, câu chép trên bè. Câu cha. Đánh biển. Thì cái này chỉ dài có 1m25 thôi, cứng 100. Nặng là 125m, nặng là 155g. Đọt là 1 ly 9, giá công khai là 900k nha mọi người. Đó. Cây số 5 giá công khai là 900k. Rất là đẹp anh em. Em câu ghe đánh con này khỏi chơi. Thêm lên cho người là cây số 6 nha anh em. Cây số 6 là một cây Lumet. Thì cây này cắm gốc nha anh em, vẫn là hàng cắm gốc. Thì cây này dài 2m, 2 khúc. À, thu gọn là 153 cm, nặng là 224g. À, đọt là 1 ly 9, gốc là 81 nha nè, 8.1 mm, 8.1 ly. Đó, cây này là 100% là sợi tia tinh. Giá công khai của cây số 6 là 1.1 triệu. Cây này được sở hữu dàn phen là cực kỳ ok luôn nha mọi người. Cây này hàng sản xuất tại China, xuất Nhật. Đó. Anh em, phen này là phen Fuji nòng súng. Cây này hàng trưng bày, ngoại hình còn rất là đẹp nha anh em. Tỷ lệ cái chia cái độ cong là 73, nên nó rất là cong luôn, cong tích như cong luôn nha anh em. Đó, anh em đánh cá hành, cá cháp, cá hành cháp đồ đồ cá đổng, lấy cái này đánh cực kỳ bao phê luôn. Cục tôm cũng vậy. Đó. Phen là phen Fuji nòng súng Fuji nha anh em. Đó, nguyên bộ bát là bát hãng. Đó, bát hãng nha mọi người. Phen là phen Fuji nòng súng. Ăn tiền là ăn tiền bộ phen này nha mọi người. Bu là bu Fuji luôn nha. Đó. Càng rất là đẹp nha mọi người. Ngoại hình càng rất là đẹp luôn. Fuji. Cái này độ cứng nó ra tầm khoảng 10 thôi nha, 10 20 thôi, 10 thôi. Độ cứng gấp ra tầm khoảng 10 thôi anh em. Đánh hành, đánh cháp.
rất là ok nha. Rồi, giá công khai cây số 6, giá công khai là 1.1 triệu nha anh em, 1.1 triệu cộng ship. Tiếp theo là cây số 7, thì cây số 7 em ra cho người là một cây Alpha Taco, hàng thương hiệu nội địa Nhật. Thì cây này cứng 150, dài 1m8, hàng chuẩn anh em đánh đáy anh em. Phen là phen Fuji nòng súng. Đó. Bộ phen này nhìn cực kỳ chắc chắn nha anh em, chắc mà cứng nữa. Đó. Bát là bát Fuji anh em, bát Fuji Alpha Taco. Hàng này hàng cắm gốc, mã có sức đầy đủ nha mọi người. Đó. Cứng 150 và 1m8, rất là cứng nha anh em. À, ngoại hình cái này rất là ok anh em, ra tầm khoảng 95% nha, rất là đẹp luôn. Ok, anh pha tất cả khắc gì lên góc luôn. Thì cái này nặng là 255 gram, đọt là 21, giá công khai là 1.2 triệu, đọt là đọt xe tứ tinh anh em, rất là chắc luôn, nên rất là chắc khỏi đâu vô tư mà đánh. Đây em đánh trên ghe, trên tàu, trên bè câu cha ở miền Tây, câu cha bạo lực anh em, biển câu đáy rất là ok anh em. Rồi, giá công khai là 1.2 triệu anh em, 1.2 triệu cộng xếp cây số 7. Tiếp theo là cây số 8, thì cây số 8 em lên cho mọi người là một cây cần của em lấy từ thị trường nội địa Nhật về. Đó, hàng new. Thì cây này dài 2m7, cắm gốc, cái đọt nó cực kỳ dài luôn. Đó. Bát là bát Fuji tem vàng, gòn luôn nha. Đó. Cán này thì cây này sở hữu dàn phen là dàn phen Fuji nòng súng. Đó. Đây. Đây. Bu là bu Fuji nha anh em. Đó, nguyên bộ Fuji nòng súng nha. Cây này đọc là đọc sẽ thấy tinh luôn nha anh em. Nguyên khúc này là khúc sẽ thấy tinh cho anh em đánh bạo lực. Đó. Nó vẫn có độ dịu, nhưng mà độ dịu của nó dịu theo con cá, rất là phê nha anh em. Đánh biển cũng được, đánh biển đánh đáy. Cái độ cứng ra tầm khoảng 50, nó cứng, nó dịu nguyên cây luôn, dịu thế này. Đó. Ôn chữ C được, hàng rất là ok anh em. Thì cái này nặng là 520 gram, đọt 1.9, đọt 1.9, cứng ra tầm khoảng 50 thôi. Đó, giá công khai là 1.1 triệu nha anh em. Cây số 8 giá công khai 1.1 triệu. Tiếp theo sẽ là hai cây, hai cặp tem view, hai cặp này là hai cặp nội địa, hàng chi nên đánh đáy anh em. Tem view thì anh em có chơi đánh hàng này thì anh em đã biết cây này cực kỳ hiếm luôn. Đó, cây này một cây hàng nội địa, hàng của Nhật. Thì cây này dài 2m1, nó tải mồi á, cây này đánh đáy tải chì 50 gram, 500 gram. Đó, thì cây này dài 2m1, đọt là 2.4 ly. Cái này là thu gọn là 124 cm, góc là 12.6, nặng là 294 gram, 292 gram, hai khúc, tải mồi là 500 gram nha mọi người, tải mồi là 500 gram. Cái này giá công khai tại Nhật nó bán 33.000 yên, ra tầm khoảng gần 8 triệu tiền Việt Nam. Có sách hướng dẫn luôn, đầy đủ tối luôn. Cái này hàng trưng bày, hàng chưa qua sử dụng. Đó. Anh em, chất liệu carbon anh em, phen là phen Fuji nòng súng. Những cái băng của nó. Hàng cắm gốc lỡ nha mọi người. Đó. Bát là bát Fuji đời cao tem vàng, chất liệu carbon. Đó. Phen là phen Fuji nòng súng nha anh em. Bát bô Fuji, phen này là phen xít hết nha mọi người. Phen xít hết,
tải mồi là 500g nha mọi người, 500g hàng đánh đáy trong góc lỡ. Rất là cứng anh em. Đây nè, nội địa. Mercedes-Benz. À. Tempril. Mã có đầy đủ nha anh em. À. Cán cũng làm cực kỳ đẹp nha. À. Rồi, giá công khai cây số 9. Giá công khai là 2.2 triệu nha mọi người. À. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 thì là một cây này nó cứng hơn một tí nữa. Cây này tải mồi đến 800g lận. Đó, tải mồi 800g, tải chì á 800g. Cũng dài 2m1 luôn. Đó, tải chì 800g dài 2m1. Đọt là 2.4 ly, nặng là 124g. Thu gốc là 12.8. À, nặng là 293g. Đó, tải mồi là 800g nha mọi người, 800g. Sách đầy đủ, túi đầy đủ hết nha. Hàng vẫn là hàng trưng bày. Đó, về được một cặp nha nè. Cắt là mới luôn đây. Đó, fan là fan Fuji đồng súng. Bát là bát Fuji đời cao. Phôi phôi bông. Rất là đẹp nha nè. Máy Mercedes-Benz. Cực kỳ cứng anh em. Cứng lắm. Hàng đánh đáy nha. Anh em đánh đáy. 2m1. Rồi, giá công khai cây số 10, giá công khai là 2.6 triệu nha anh em. À, giá công khai là 2.6 triệu. Tiếp theo là em để qua ba cây cuối cùng, ba cây cho anh em đánh chuồng đi, đánh dứt biển. Thì cây số 11 em lên cho mọi người là một cây cần vít máy ngang. Đó, ba cây vít này đều vít máy ngang hết nha anh em. Thì cây này của hãng gốc. Đó. Đó, hàng nội địa nha mọi người. Thì cây này sở hữu dòng fan này, dòng fan full sheet đây nè, đây xì lì luôn, bóng lưỡng luôn. Cây này dài 2m1 nha mọi người, dài 2m1 cứng mờ. Anh em đánh lóc gừng, đánh lóc gừng hay lấy con này đánh cũng rất là ok nha anh em. Phen khỏi cần bàn. Bát là bát Fuji tem vàng. Chất liệu rồi, chất liệu carbon. Cắm gốc. Hàng anh em đánh gìn di biển. Đây. Cây này dài là 2m1 nha anh em, 2m1. Độ cứng là độ cứng M. Tải mồi 60 dít nó tầm khoảng tải mát mồi á, tầm khoảng 168g. Tải dây be là dây be số 4. Đó. Tải là 30 lb nha anh em. Gơ tầm 15 kg. Máy ngang cực kỳ cứng luôn. Nè, dài 2m1 nặng, cây này nặng là 340g nha anh em, nặng 340g. Đọt là 2.5 ly. Đây, giá công khai là 1.7 triệu nha anh em, giá công khai 1.7 triệu. Cây số 11 nguyên bộ phân xếp nha mọi người. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 12. Cây số 12 vẫn là một cây cần 2m1 cần máy ngang. Đó. Fan vẫn là fan full sheet đây nè, nhìn từ xa là thấy bóng lưỡng luôn. Khỏi bàn, rất là mới anh em. Bô là bô Fuji mà chạy. Cây này là một cây Wakari 2. Cây này hàng của thương hiệu của Mỹ nha mọi người. Đó. Sóc tít. Thì cây này cũng cứng M. Chiều dài là 2m1. Cứ mờ chiều dài 2m1, nặng là 350g, đọt là 2.7 ly.
Dạ 21. Tải mồi mát đó, của cây này nó rơi tầm khoảng 168g. Tải dây bia là dây bia số 4. Thì giá công khai cây này khoảng 1 triệu 7 anh em. À, giá công khai 1 triệu 7, cây số 12, giá công khai 1 triệu 7. Bát tầm bát Pussy đây, à, đóng luôn. Có bạn mấy cây nội địa thương hiệu này khỏi khỏi bằng nào, khỏi nói. Fan cực kỳ ok nha mọi người. À, rất là cứng luôn. Siêu cứng luôn. À, dạng đánh đánh bạo lực mấy ngang. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, cây số 13. Thì cây số 13 em ra cho người là một cây hàng của Olympic. À, hàng của Olympic. Mã code tem sức đầy đủ, cây này sản xuất tại China anh em. Mã code đầy đủ nha, tem đầy đủ. Khoảng là một cây hàng máy ngang, hàng anh em đánh xin di biển. Bát tầm bát Fuji. Fan này thì vẫn sử dụng dòng fan là dòng xích cho anh em. Rất là mới luôn. Nhìn nè, bóng lưỡng của anh em. Rất là bóng luôn nha. Bát là bát Fuji tem vàng. Thì cây này nặng là 250g, đọt là 27, dài là dài 2m1, tải mồi từ 28g đến 84g, tải dây bia từ 0.8 đến 2.5. À, giá công khai 1 triệu 5 nha anh em. À, hàng đánh xin di biển. À, ok, cứng luôn á, đánh dứt luôn. Đây, thông tố tải mồi đây, xin di. Rồi, đó tổng cộng 13 cây cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái thầu chốt, đem xuống thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.